Ủa sao cái ranola này nó ướt ướt vậy ta? Chắc là không giòn đâu Đó là cảm nhận đầu tiên của tôi khi mới mở hộp ranola white food Bề ngoài đóng gói rất là cẩn thận Nhưng mà bên trong thì phải xem xét nha Phải thử rồi mới biết Bữa sáng hôm nay sẽ bao gồm sữa chua, táo, thanh long và một trái rất là đặc biệt Bình thường trái này tôi ăn không à Hôm nay thử kết hợp chung coi nó có ra gì và này nọ không nha Ăn sáng như thế này vừa đủ chất mà vừa nhẹ bụng nữa, không có bị căng da bụng trùng da mắt. Không quên thêm vào một thìa protein và hai thìa hạt. Điểm cộng đầu tiên của White Food là hạn sử dụng ghi rõ trên nắp hộp. Thành phần dinh dưỡng tỷ lệ hạt rõ ràng. Hạt nướng hoàn toàn từ mật ong cho nên là hơi ương ướt, nhưng quan trọng là khi ăn vô rất là giòn nha. Siêu nhiều hạt luôn mà còn có thêm dâu tây, xoài nữa. Vị không quá ngọt nên ăn với sữa chua không đường Tuy nhiên có một lưu ý nhỏ Ranola mặc dù giàu dinh dưỡng nhưng mà cũng giàu năng lượng nữa nha Ai mà mua về với mục đích giảm cân nhưng mà ghiền ăn quá thì coi chừng ngược lại đó Mai 9 tháng 9 xa le các bạn nhớ hốt lẹ nha